Nhà nhá, hôm nay mình review cảnh người Trông dân quê mình, hai bà ông bà đang đi thu hoạch cây tỏi này, tỏi gọi là tỏi ta đấy nhỉ. tỏi ta đấy chứ, cái À, tỏi này là tỏi để giống từ xa xưa à để cái này mà xào thơm lắm. này thơm, củ Vâng. nó nhỏ nhưng nó thơm ngon. À, Cái loại tỏi đỏ, tỏi này ngày xưa tôi gọi đấy, là tỏi tỏi rất là củ rất to nhỉ. già, nó lên gió rồi. Tỏi này nha, già này lên gió lên. Đây quê mình trồng rất là nhiều tỏi này. Đây là su hào này cả nhà. Đấy, Ủa, chịu hả? su Đi hào hôm nay chết xấu nhỉ. chết đấy mà em, À, su hào nó chết. mưa chốt hôm rồi đây này, À, trời mưa này mà những cây rau này mà mình không không ấy mà mưa chốt nó chết. không thu hoạch sớm mà nó mưa chốt nó hỏng hết. Nhưng mà đấy nào đạt được thu hoạch Hả? mà đây là cũng phải chịu. Thời tiết năm nay khắc nghiệt thật, Vì năm nay có nhuận 2 tháng 2 nên là nó thời tiết nó khắc nghiệt, khắc nghiệt lắm. làm ăn nó khó lắm. Để hành này rất cũng đều, à, tỏi hai đều đẹp lắm. Đều đẹp, tỏi này là tỏi để giống để đến nay này. Ban cho người ta ăn cả năm những để giống. Vâng. Cái trồng cái này tỏi này có cầu kỳ lắm không bà? Nó thì công cụ kỳ nhưng nó dài ngày lắm. À, dài ngày, bao nhiêu ngày ạ? Này trồng từ bữa đầu tháng 9 đến nay, Từ tháng 9 đầu đến nay tháng này giờ mới được thu hoạch đấy. này. Cái này nó dài ngày lắm. À, dài ngày. Trồng hành trồng ấy thì rau thì thu hoạch bao lần rồi mà À. trồng tỏi. Cái này nó dài ngày. Cái này Nhưng mà cái này bán cái giá có cao không ạ? giá như thể thường thường như vậy này. Mình cái bữa Tết là nhỏ là bán cũng vào 10.000 một chục, còn trăm một trăm. À, Nhưng mà năm ngoái để đến nay thì cũng bán trăm một trăm. à, Tết là bán ít, còn là để bữa nay là cũng bán cho người ta, để ra người ta ra nông nhé. Cái tỏi này nó ngon. tỏi ngon. Nhưng mà năm nay cái hành với tỏi này được giá. Cái hành được giá hơn cái hành, và trồng ít hành kia đào từ những trong năm À, mà được cái đấy, cùng trồng cái tỏi nhưng mà hành đào trong năm hết à, mà tỏi dài ngày. đấy. Cái hành thì năm nay thì được giá. Được. Mình thì view đây cái cảnh đây, đây đã đang bên này là trồng cũng trồng hành đấy chứ, hành hoa Hành đấy, lá đấy, hành lá, hành lá, nhưng mà mưa này chắc là sót nó hỏng hết. mưa chót mưa cây mà nó Rồi. năm nay nó mưa chót thì Này. lá thì nó không được. Các bạn này thấy trời mưa xót mà rau hỏng hết à? Cái rau này vẫn Người dân bị mình chết này đấy, cái rau hỏng hết. Ngô, ngô đây là ngô nhá, ngô quê mình này đang ra bắp, đang đó luôn. đây đang trổ. Ông đang tìm nhụy rất là nhiều đấy. Đây là Cái bà đang này thu bỏ cái này lách bỏ đi đúng không bà? phải lách chứ không Xà lách, xà lách như cái mưa ấy này mưa cũng chốt thì hỏng nó sót rụi hết, hết nó rụng hết. rụi hết. Năm nay cái gì cây Năm nay vào cái tháng này cái gì cũng kém, à, kém mưa chốt nhiều, mưa sót lần rau đang lấy là cuối cùng xà nó lách rụi hết này, cái dân cành. đang đang bỏ đi hết cả nhà đấy. Kiếm được năm nay ra giếng này cây rau hoa màu là năm nay chỉ có trong nhà kính cái là Nó đấy mới đảm bảo được mới chứ. đảm bảo thôi, còn trong ở ngoài Ở này là ngoài hỏng nó ấy. mưa xót hết, còn nó rụi Ừ. hết. Thiệt thòi gì. Ừ, thì thôi nhà Thiệt dân nông, thòi. nhà nông. Nông.
Đây là hoa thi là này. là Hỏng hết cây. Xong kia là bên hành hoa. Cải bắp. Cải bắp quê mình đấy các anh. Nói chung là quê mình là, đây là khu Nga Thành, Nga Sơn này. Trồng rất là nhiều, các loại luôn. đủ Đủ các loại. Đấy. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Cả nhà cho mình một nút chia sẻ và nhấn chuông để cho mình có động lực nha. Cảm ơn cả nhà. Thank you.